Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nay mình đến với chỗ này là kinh Tàn Ốp hả anh Hùng? Kinh Tàn Ốp. Trở lại với kinh Tàn Ốp. Giờ anh Hùng đang ăn cơm hộp. Ngon không? Ngon, 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 đổi món ngon. Đổi món ngon hơn mà cơm ếch rồi. Cơm ếch. Bác ăn ghét, thành đủ tay hết luôn à. Hôm nay đổi lại ăn cơm hộp rồi. Đi ruộng thì đói đói ăn thì mới ngon nè. Đi được mấy cây số đội vô. Anh em mình nãy lội từ kia đi qua này cũng xa đó, cây số đó. Để mình zoom qua tới bển coi nè, cây số luôn á. Từ bên đó đó qua tới đây. Cái khu này gắn lãi nhiều lắm nè. Ở khu này lúc trước thử lắm gắn luôn. Bữa hổm cách đây cũng cỡ hơn tuần vậy, anh em mình cũng có tới đây nè. Mà thấy gắn lãi nhiều. Con nhớ vụ chuối đó, con gắn cái nhào kìa. Gian là mình mài rồi mình kiếm con này đó bự bự nữa đây. Ở đây dùng cái trống là đã, nó bật nè, với gò cao ít có ai đi tới đó, nó còn gắn bự còn. Cái làng này đi hôm trước con sắn rơi xuống cục đá díu liền, díu chừng này mà không vậy, không mài lại thì một hồi sáng không ơi, không ăn cây luôn á, bỏ ba mấy rễ cây sáng không được luôn. Không mà lại chẳng có không đứt luôn. Nè, không có còn cái gì chứ. Bánh. Gắn nó hổm gà bắt không được cái luôn á. Kẹt gắn lãi gà cũng vậy. Hổm gà bắt không được cái luôn á, nó lội gì hoài luôn á. Nhánh nó ghê không? Nhưng mà không cho ở hang. Gắn nó bự chứ. Gắn bự, bự, bự. Để lội ra cho gốc chanh nằm. Lên cây chanh rồi. Không gãi nó vậy luôn á. Nó chỗ này nè, mới gặp chỗ này nè, bật máy là không kịp luôn. Tấm nắng. Vậy mà không dính lưới ha. Không luôn. Lưới của người ta dặn đây nè. Anh Hùng lại coi nè, anh Hùng mới lột nè anh Hùng. Này mới lột cái sọt luôn nè. Dính cục còn kiến nó bu nè, anh thấy không? Gắn này gắn bự. Biết gắn này gắn gì nè. Cái này thấy cái lượng nó lớn đó. Đúng rồi. Nè đây nè. Cái giác nó từ đây là đó nè. Cái bự cho nè. Nè nó lột cho nó. Nè nó lột cho gắn một lắm. Đây nó lột bạc nè. Từ đây nè, từ đây dài lại tới đó đó. Vậy là to lắm nè. Vậy to lắm nè. Mới lột thơm luôn. Ừ. Với còn kiến bu. Này vậy chà bá chà bá không. Vậy là to lắm. Kiếm. Hay là cái con mắc dịch nãy. Không phải đâu. Con đó thấy cũng đâu có mà bự bằng cái da này. Da này bự lắm. Yeah.
Quả đá ức nhẹp đó ba lòn như này. Nằm đây đây hả? Rồi, quả đá ở đây nè, quả đòn dưới đây nè. Hay không? Nằm gỡ rồi lên kìa. Đó. Con này bự anh. Đó. Nó trồi lên kìa. Nếm. Gió bông lộng gửi trong. Quả chín chiên bả. Bả trốn. Không đẹp quá hả? Ây da. Bả trốn đâu khỏi. Còn cái giống của em đây nè. Rớt quả đắt xuống. Bóng bóng không có. Nhớ chắc tới cái bụng bích này nè. Không biết nó còn lượn ở đâu nữa ta. Ê biết. Dấu cái cục cục mới cục cũ. Nó là dấu con ếch à. Con ếch trống hả? À, ếch nhẹp nữa. Con ếch nhẹp nhạt kiến kẹt. Nó vô đá ức nhẹp luôn nè. Thấy không? Rồi tới vô ếch rồi. Ếch là bự đó. Kiếm nó mà né. Mệt. Tới rồi. Còn không? Còn có bự lắm. Chui ra nè. Hên hên. Nói rồi đi rồi. Nó thì nhỏ xíu hả? Cùng rồi qua tới đó, qua tới mấy hàng này ném rồi. Đi quá bự rồi á. Ở đã đợt luôn nữa. Ừ. Ở đợt cái bãi lớn nè. Cái hang này ướt chân chỗ này ướt nhẹp luôn mà. Này nằm ngoài đấy thấy ghê hồn cục nước. Đây một cái. Còn cái hang bự lắm. Mình phát hiện cái ngách của nó trễ. Trễ. Ừ. Bên chỗ bên này nhắm lại chưa? Nhắm rồi. Cái này hang ở chuột cống. Hết thấy cái hang. Bóng ngoài bóng dữ lắm luôn nè, còn dấu nè. Ừ. Hang bên lớn gặp cái khu kia là ếch dồn. Khu này ếch ít ít. Ít 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 ít. Ếch bự. Ếch bự. Con cái dấu lên nè. Con ếch này là không có nhỏ đâu nghe. Đâu rồi. Trời. Hết thở rồi. Con ếch này là không nhỏ đó. Có khi nào dồn không anh? Ai biết. Cái hàng cái gì rất nhẹp luôn thấy không? Đưa lại đây. Tốt luôn. Để dậy cỏ cho anh. Cái này dậy cỏ dày quá. Dày quá. Đấy nè. Dấu, dấu. Nè. Ếch hay gắn. Không biết, lưới gì. Cái này hàng trên hả? Hàng trên. Đâu. Dấu là con gà kính luôn à. Ây. Đây nè. Kính luôn á. Ừ. Cái gì mà lết dữ vậy? Hả? Hà quên, gắn bự trà bá. Con coi kẹp luôn nè. Kìa. Yeah. Càng vô càng gần rồi đó anh. Nè. Thì đó gần lắm rồi đó. Nó thì bự lắm nè. Không có nhỏ đâu. Cái này càng ngày càng gần đó, bớt có nước nè. Ừ, cái nẻ luôn. Quá cái nẻ. Gần tới nè. Coi chừng cẩn cảnh giác nó dễ phóng lắm. Ếch thì mình đào 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 nó giật mình là nó nhảy ra cái ụp. Nó hay lắm. Nó hay siêu sao. Đang lên trên nữa. Cái hang này hang dồn luôn. Không lẽ nó lên cái hang trên này. Đám nó. Ôi da. Bị nẻ hả? Ôi da, hiểu rồi. Mà không có sao. Ôi, vô cái động kiến nẻ trứng không kìa. Trứng kiến nẻ này mà câu cá cái ngon lành luôn. Ở hang này giấu dữ dằn luôn rồi chứ. Hang trên hả? Ừ. Đứng coi nè. Giấu trong bóng lỏng luôn. Nó là cái hang này nên lọt trên tuốt trên đó đó. Nó là ngồi bên này. Nhắm nó lại anh đào hang dưới đi. Anh kiếm chỗ này coi. À, tôi kiếm giùm tiếp anh đi.
dưới anh biết không? Có. Này nè. Đâu? Trời ơi, nằm dưới đó mà. Hay mày bóng lộn nữa nè. Nhắm lại. Đứng nấu ăn xa cho nàng kiếm dịch này. Trời có gắn bự á. Có bọc hang này luôn á. Chỗ lên vô chung rồi hả vậy? À. Vậy là hai hang thành một hang. Chỗ gì đó đó. Về cái lỗ mình nhám nãy đó. Ừ. Bóng lộn luôn nè. Đấy luôn hả? Siêu lẹ. Đâu lẹ hơn anh Hùng được. Tôi chuẩn bị rồi. Ít cái. Còn. Còn nữa hả? Nó hai con. Còn. Thằng chi giấu quá giấu. Mấy con gì là ba con hả? Ba con. Ê. Dính luôn. Dính luôn rồi nè. Nè anh đây, đây dính nữa nè. Bốn con. Năm con. Còn hả? À quá em chụp vậy mà chụp tương tự. Anh chụp ớt bự. Còn không. Em cứ nghĩ ở đây không có hàng dồn. Em nói bởi nãy em nói ở trên cái chỗ cũ trên kia đó mà gặp cái hang này là chắc chắn dồn rồi. Mà hang này dồn thiệt. Mà hang này dồn thiệt luôn. Quá nước từ ngoài vô trong luôn mà. Mà giấu dữ dằn giấu luôn mà. Ừ. Còn không. Lên tới trên hay vậy? Đó rồi. Năm con. Là chắc gặp. Giấu. Từ đó lên tới trên này giấu không. Mệt. Nhà em cho bắt định con coi đi nha. Chập từng từ. Năm con, em cho nè, cứ em cho bắt nè, mới lớn nè. Giờ cách nhỏ mới chụp dính á. Mình mới chụp được cái này nè. À, có mấy cái ếch cái nè. Một con ếch cái, hai con ếch cái. Ba con ếch cái, hai con ếch đực. Ếch này ếch đực nè. Ếch này ếch đực. Con này con nó bự dữ. Nè. Con kêu nó nè, thấy không? Con ếch cái là không có mang đâu, thấy không? Ếch cái không có mang. Đây nè, con này có mang. Năm con bự. Mất gì mà quá hết lắm à. Quạp tay luôn. Năm con là càng cả kg luôn á. Ê. Không có giỡn. Giỡn thì giỡn, giỡn thì không chơi. Quá. Tối tăm mà vô vỏ. Tiếp. Một lóng luôn rồi Sơn, mới đây một lóng luôn rồi Sơn. Mà không? Phải hàng lúc. Nè, nó bự không luôn á. Ít này là có bự rồi, không bự rồi mấy mà coi nhiều. Hàng năm con này thua ở trên thảnh mấy tay vậy. Anh nói đoán là một có một con ếch một thôi. Ếch bự, ếch cái gì nè. Anh đoán á, đẩy dấu cái vũ lắm bự mà. Ai ngờ đâu, năm con. Em thì em đoán là ếch dồn mà có mà nói ở đây không dồn. Mình nghĩ là đồng này không có dồn. Đồng này từ xưa giờ mình bắt đâu có dồn đâu. Không có dồn. Tới số. Cái này nói cái này hết 1 ký rồi. Hơn 1 ký rồi đó. Dở lên nè. Nhiều lắm rồi. Nói bắt cái chùm nãy năm con nãy gần cái ký rồi. Em đang đi tìm cái cây căng. Hỏi cả nhà coi chỗ nào có bán căng chỉ. Nhắn tin chỉ giùm. Kiếm cái căng, mua căng, căng. Quá đã. Tiếp tục. Mệt. Để hàng. Hàng nào xứng nó đã hàng nãy. Ủa chạy. Tôi cái hàng này có dấu à. Rồi, mới chắc luôn nè. Xin coi nè. Thấy không? Chỗ ở đó đó nghe chưa? Bóng dữ lắm cho ngươi. Nè, anh để dấu rồi, cưng coi nè. Cầm lại cho cả nhà coi coi, dấu gì.
Thôi ra. Đó ba bụi. Tạo đi. Chơi chỗ kì à? Chỗ à? Còn hàng đi đâu nữa? Ăn xuống dưới đó đó. Đây. Chúng đảo cho hai mẹ nè. Chào hai mẹ nè. Chào hai mẹ nè. Hai mẹ nè. Đang ăn mấy đít nè. Mấy giặt xe có dấu nữa nè. Thằng này cũng có dấu nữa nè. Thắng ơi, Trắng ơi, Trắng ơi, Trắng ơi, kìa, nó nằm kìa. Lại mãi nha. Nãy chưa chơi gặp cái này bởi có, chỗ này là cái xứ sở gắn lại. Trời ơi, nó phọ ra. Đó. Kéo ra, kéo ra. Ừ, để nó đi, chúng ta ăn cái này coi. Em đào mới xuống có mấy lan à. Anh tới vậy. Anh phải tiếp cho kỹ rồi đó. Kè ngon. Sao trên xanh mà dưới vàng. Đã biết. Đọc đêm coi nó ra cột cà gãy ra ra. Gì vậy? Ở trên màu xanh xám xám. Ở dưới. Ở dưới vàng vàng giống như ấn máu vậy. Ai biết. Hai nặng khác nhau. Kì vậy? Mà mình dùng mình đâu có gắn gì kỳ đâu. Ở đây không đâu có gắn lạ, kéo đi. Lãi mà lãi gì vậy? Lãi à, con nhái nữa kìa. Nhái mới nhảy vô. Nè. Ờ, lãi nè ơi, hầu lãi. Từ từ ra. Đó, đó. Ờ, hai con, hai con. Hai con luôn hả? Ừ, hai con. Đâu, đâu. Ủa con còn một á. Trời ơi. Đâu đứng con ngang, tao à, giấu dưới thôi, giấu lên mà. Cho dùng dùng lại coi nhìn thấy ghê không? Vô bệnh. Vô bệnh. Vô bệnh. Đây vui nè, nhóc thằng dân trong đây nè. Lường nó vàng khè ha. Ừ, nhìn nó biết gắn gì luôn. Ổ hành cái khi thường thường nó ở hai con mà. Còn hai mình còn đào đi. Nó kế bên. Đây còn trên ở bùng binh ha. Giấu ghê. Ủa sao nó ở đây kỳ vậy ta? Ở đây hang còn đây hang nữa mà. Hai hang hả? Ừ. Nhóc trẻ hai. Nhái nhảy rồi. Ừ. Hang đó nè. Hang xuống đó là xiền luôn đó. Đi dưới đó cháu cũng dữ lắm mà. Vô kiếm nhái mà chưa kịp nuốt nhái. Kè kè tới nữa Trương ơi. Kè 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 kè. Rồi rút rồi. Rút rồi. Rút nhanh lắm. Kè. Lại dưới.
đâu. Nè. Nè. Từ từ, từ từ để em dùm từ từ. Kìa. Hai vợ chồng rồi. Nhớ mùa nước mình đi bắt ăn cá mà hai vợ chồng con cá lại đó, mình thả đó. Mới ông bà ở một cái phòng. Phòng bên này, phòng bên kia. Chắc cái bà này bà cái, bà này bà lực quá. Cứ lộn á vậy nơi. Cứ lộn cái ly. Cứ lộn. Cái ly. Ly thằng. Lôi nó ra đi. Chứ con này xịn không á? Con này đất không vậy? Chắc cái quý lộn hay gì nè. Trời ơi, nhìn thấy thấy thương không? Ba bốn khoanh không? Để em coi lại cái anh. Ba bốn khoanh luôn. Cái kỳ hả? Nó nằm trong một lượng. Lấy lên. Mới mở màn sáng chưa vậy trơn, chưa bắt được con nào là gặp nó lội ngang sông là biết chỗ này là cá đồng rồi. Lần nào mình cũng xuống đây mình bắt câu lãi vậy. Ê, chơi kỳ. Con này giống con lực quá ha. Ai biết được, có siêu âm được nó đâu biết. Ê, bậy à, từ từ thôi. Con này giống cái bò tối nó đi ăn quá. Nè, con lưng xinh nè. Xinh đắt không à. Ừ, đi ăn mà không chia con vợ ăn nè. Thằng chia con vợ đuổi ra khỏi phòng. Bỏ tay. Có suy nghĩ bá đạo. Mà tôi nghĩ đúng mà. Mình bảy là trình công con cá bốn giờ nè. Con nói là trình công mà chắc này đi ăn mà tha đồ ăn vậy không chia con vợ. Con vợ đuổi ra liền, ghét không cho mày ngủ chung. Đi ra chỗ khác, con sẽ đi qua bên đây. Con vợ nằm bồng bự bên đây. Đứa ăn phòng đi. Nè mà thiệt bộ nè, nó bò nè, trình công nè. Thấy không? Đi ăn lán đâu rồi. Nè đi ăn gì không? Giống anh quá. Vô bị hai con. Tổng kết là cho đại gia đình xem cái luôn ha. Rồi. Chưa anh bỏ vô bị cái hả? Bịch bả. Mới đầu năm hết. Tôi cần kia đây bắt hàng nhắn lại. Cái mùa nước mình bắt càng nhiều lắm hết trơn. Ừ. Nước gắn bự luôn á ha. Bịch anh chà bá luôn ghê không này chở cái hết trơn trên bên này chắc có gần 3 kg. Gần 3 kg mình không có căng tiết ha. Khè hả, vô bọc rồi còn khè nữa.